Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách cánh diều, vở bài tập toán 4, tập 1. Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số, trang 25-26. Trước tiên, chúng ta làm bài tập 1. Chúng ta điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào những ô chấm tròn, tức là ta so sánh các số có nhiều chữ số. Trước tiên, ta so sánh 10.000 với 9.000. Ta thấy hai số này, chúng ta đếm xem là số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Số 10.000 có 5 chữ số, số 9.000 có 4 chữ số. Như vậy, số 10.000 lớn hơn 9.999. Chúng ta điền dấu lớn. Tiếp tục so sánh 37.093.348 với 109.234.006. Ta thấy ở vế bên trái, số này có 8 chữ số. Vế bên phải có 9 chữ số. Như vậy, 37.093.348 bé hơn 109.234.006. Cô giáo điền dấu bé. So sánh 16.689.650 với 15.710.001. Hai số này đều có số chữ số bằng nhau, tức là đều có 8 chữ số. Bây giờ chúng ta so sánh, lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng kể từ trái sang phải. Trước tiên chúng ta so sánh hàng chục triệu. Hàng chục triệu của hai số đều là 1 bằng nhau. Tiếp tục chúng ta so sánh đến hàng triệu. So sánh 6 triệu với 5 triệu. Vì 6 triệu lớn hơn 5 triệu, như vậy số bên trái lớn hơn số bên phải. Chúng ta điền dấu lớn. So sánh 10 triệu với 9.999.999. Hai số này chúng ta thấy có số các chữ số không bằng nhau, phải không? Vế bên trái có nhiều chữ số hơn vế bên phải. Vế bên trái chúng ta đếm là có 8 chữ số. Vế bên phải chúng ta đếm có 7 chữ số, phải không? Như vậy chúng ta điền dấu lớn. Tiếp tục so sánh 2.000.123 với 2.000.123. Hai số này đều có số các chữ số bằng nhau và các chữ số ở cùng một hàng bằng nhau. Như vậy chúng ta điền dấu bằng. Tiếp tục so sánh 903.125.901 với 973.125.901. Ở đây số các chữ số của hai số đều bằng nhau. Bây giờ chúng ta so sánh hai chữ số ở cùng một hàng, tức là từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. Hàng trăm triệu của hai số đều bằng 9. Tiếp tục so sánh đến hàng chục triệu. So sánh 0 và 7. 0 bé hơn 7. Vậy số bên trái bé hơn số bên phải. Chúng ta điền dấu bé. Vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã so sánh các số có nhiều chữ số. Bài 2. A. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Chúng ta sắp xếp 4 số theo thứ tự từ bé đến lớn. 332.085, 120.700,
96, 87.900 và 332.002. Chúng mình xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là ta sẽ xếp số nào bé nhất. Trong bốn số này, trước tiên chúng ta đếm số các chữ số. Số thứ nhất, số thứ hai và số thứ tư có 6 chữ số. Số thứ ba có 5 chữ số. Như vậy ta tìm được số bé nhất là 87.900. Tiếp tục chúng ta so sánh 3 số còn lại. 3 số còn lại thì hàng trăm nghìn là cao nhất, phải không? 3, 1 và 3. 3 số này thì số 1, chữ số 1 này bé hơn cả, phải không? Như vậy ta tìm được số tiếp theo là 120.796. Còn lại, số thứ nhất và số thứ tư, chúng ta thấy hàng trăm nghìn của hai số đều bằng 3, hàng chục nghìn của hai số cũng đều bằng 3, bằng nhau. Ta so sánh tiếp đến hàng nghìn, 2 và 2, như vậy hàng nghìn của hai số cũng bằng nhau. Ta so sánh đến hàng trăm của hai số đều bằng 0. So sánh đến hàng chục, 8 và 0, 8 lớn hơn 0, vậy 332.002 bé hơn. Số tiếp theo, 332.002 và số cuối cùng 332.085. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 87.900, 120.796, 332.002, 332.085. Chúng ta chuyển câu B, sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy yêu cầu của câu B ngược lại với câu A, phải không? Câu A là sắp xếp theo các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Còn câu B này chúng mình lại xác định được yêu cầu là sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Ở đây có 4 con vật. Trước mặt mỗi con vật là một tấm thẻ và mỗi tấm thẻ là một số có nhiều chữ số. Bây giờ chúng mình lựa chọn số nào lớn nhất rồi đến bé dần. 6.839.576, 6.859.000, 6.832.686 và 6.832.710. Ta thấy bốn số này đều có hàng triệu là 6, bằng nhau. Tiếp tục chúng ta xét đến cặp chữ số hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn là 8, 8, 8, 8, đều bằng nhau. Tiếp tục ta xét đến hàng chục nghìn. 3, 3 là gì? 5, 3. Đấy, như vậy hàng chục nghìn của 3 số là 3, riêng một số hàng chục nghìn là 5. Như vậy ta tìm được số lớn nhất 6.859.000. Như vậy còn 3 số còn lại. Đấy, chúng ta xét đến hàng gì? Ta xét đến hàng gì nhỉ? Lúc nãy là hàng chục nghìn rồi, bây giờ ta xét đến hàng nghìn, phải không? Là 9. Là 9. 6 8 5 9. À đây, số này ta số thứ hai này ta đã tìm được số lớn nhất rồi, phải không? 6.859.000 rồi. Là 9. Đấy, hàng nghìn là 2 và là 2. Như vậy hai số có hàng nghìn là 2 là bé hơn cả. Là có hàng nghìn là 9, như vậy số bé tiếp theo là 6 triệu
839.576. 6.839.576. Vậy còn hai số cuối chúng ta lại xét đến hàng gì? À, hàng nghìn là bằng nhau rồi. Bây giờ chúng ta xét đến hàng trăm, 600 và 700. Ta so sánh phải không? Vì 6 bé hơn 7. Vậy số 6.832.710 lớn hơn. Ta viết số 6.832.710. Và số cuối cùng 6.832.686. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 6.859.000, 6.839.576, 6.832.710, 6.832.686. Như vậy, dựa vào cách so sánh các số có nhiều chữ số, chúng ta đã sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn ở bài tập 2. Chúng ta chuyển bài tập 3. Cho các số sau 320.676.934, 320.656.987, 87.654.299, 320.437.101. A số bé nhất là, B số lớn nhất là. Tức là chúng ta phải tìm số lớn nhất và số bé nhất trong 4 số này. Có nghĩa là chúng ta phải so sánh 4 số này. Tìm số bé nhất. Như vậy muốn so sánh 4 số này thì chúng ta trước tiên chúng ta so sánh số các chữ số, đúng không? Trong 4 số thì có 1 số có 6 chữ số và 3 số còn lại. À, 1 số có 8 chữ số và 3 số còn lại có 9 chữ số. Như vậy, số nào có ít chữ số thì chúng ta tìm được số đó là số bé nhất. 87.654.299 là số bé nhất. Còn lại chúng ta sẽ tìm số lớn nhất. Ta so sánh 3 số còn lại. 3 số còn lại có lớp triệu là đều là 320. 320 triệu bằng nhau. Bây giờ chúng ta so sánh đến lớp nghìn. So sánh đến lớp nghìn thì chúng ta so sánh hàng trăm nghìn trước. Hàng trăm nghìn của hai số đầu là 6. Số thứ 3 là 4. Vậy chúng ta loại cái số thứ 3. Chúng ta chỉ so sánh hai số đầu này thôi. 600.000 bằng nhau. Chúng ta so sánh đến hàng chục nghìn, 70.000 và 50.000, phải không? 7 lớn hơn 5, như vậy số lớn nhất là 320.676.934. Chúng mình làm bài tập 4, viết chữ số thích hợp vào ô trống. Ở đây chúng ta đã có phép so sánh rồi, phải không? Đã có phép so sánh các số. Còn lại những số có ô trống ở các số có nhiều chữ số, chúng ta dựa vào dấu để chúng ta điền chữ số thích hợp vào ô trống. 6509 lớn hơn, ô trống lớn hơn 65098. Muốn điền được ô trống là số nào, chúng ta so sánh từng cặp chữ số của một hàng. Đấy, ở đây 65 bằng nhau, phải không? Cái số này sẽ là 3 chữ số và đây bên này cũng là 3 chữ số rồi.
Đấy, chỗ này là 65.000. 65.000 bằng nhau. Tiếp tục ta so sánh đến hàng gì đây? Hàng trăm, phải không? Hàng trăm hai số là 0. Hàng trăm hai số là 9. Vậy còn hàng chục của hai số là 9. Bây giờ ta so sánh đến hàng đơn vị, phải không? Cái số nào ô trống này lớn hơn 8? Chỉ có 9 lớn hơn 8. Vậy số điền vào ô trống là 9. Ta được số 65.099 lớn hơn 65.098. So sánh hai số tiếp theo. Đấy, hai số tiếp theo là số có 6 chữ số. Lớp nghìn, hai số đều 390 bằng nhau. Lớp đơn vị, hàng trăm và hàng chục là 2, 1 bằng nhau. Vì ở đây là dấu bằng. Vậy thì khuyết ở cái số bên trái là hàng đơn vị, phải không? Căn cứ vào số bên phải là 5 và dấu bằng, ta điền được chữ số 5 vào ô trống. 390.215 bằng 390.215. Tiếp tục. Ở đây chúng ta dựa vào dấu bé, phải không? Đấy, dựa vào dấu bé, chúng ta nhìn thấy là gì? Hai số đều có mấy chữ số? Đều có 9 chữ số. Có đến lớp triệu. Chúng ta so sánh ở đây là 500 triệu bằng nhau. 70 triệu bằng nhau rồi, phải không? Ở đây hàng triệu là mấy? Là 1. Hàng triệu đây là 1. Dựa vào đây là dấu lớn, phải không? 1 lớn hơn số nào ở hàng triệu? À, 1 lớn hơn 0. Như vậy ta điền chữ số 0 vào ô trống. 570 triệu 967.369 bé hơn 571 triệu 824.169. Tiếp theo ở cột thứ hai. Ở đây chúng ta thấy hai số phải không là có 6 chữ số. Dựa vào đây là dấu gì? Đây là dấu bé, phải không? Chúng ta thấy lớp nghìn hai số đều 200.000. Giờ lớp đơn vị hàng trăm hai số là 5. Bây giờ chúng ta so sánh hàng chục nhé. Hàng chục ở bên vế bên phải là 1. 1 lớn hơn hàng chục là mấy đấy? 1 lớn hơn 0. Chúng mình điền chữ số 0 vào ô trống. Ta được số 200.509 bé hơn 200.510. Tiếp tục ở đây chúng ta thấy hai số ở đây là đều có 6 chữ số, phải không? Lớp nghìn hai số đều là 129.000. Ta so sánh đến hàng trăm của hai số. Hàng trăm số bên phải là 8 mà đây là dấu lớn. Vậy hàng trăm 8 mấy lớn hơn 8? 9 lớn hơn 8. Ta điền 9 vào ô trống. 129.902 lớn hơn 129.878. Tiếp tục. Số cuối cùng. Số cuối cùng là số gì? Hai vế đều là số có 9 chữ số. Ta quan tâm đến lớp triệu, phải không? Bởi vì ô trống ở lớp triệu. Hai số đều có hàng trăm triệu là 2, hàng chục triệu là 3 và giữa là dấu bằng. Vế bên phải hàng triệu là 5. Vậy thì chúng ta điền ô trống hàng triệu ở đây cũng là 5. 235 triệu 400 nghìn 100 bằng 235 triệu 400 nghìn 100. Bài 5. Bảng thống kê bên cho biết số lượng người của một số dân tộc ở Tây Nguyên tính đến ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019. Hãy đọc bảng và sắp xếp tên các dân tộc theo thứ tự số người tăng dần. Quan sát bảng trên chúng ta biết bên trái là cột dân tộc, bên phải là cột số người. Dân tộc Bana, Gia Rai, Ede và Mơ Đông. Chúng mình đọc bảng này rồi sắp xếp tên các dân tộc theo thứ tự số người tăng dần. Tức là chúng ta xếp các số có nhiều chữ số này theo thứ tự từ gì? À, từ bé đến lớn.
Trong bốn số này thì dân tộc Bana có số người là 258.723, dân tộc Gia Rai có số người là 506.372, dân tộc Ede với 359.334 người và dân tộc Mơ Nông có số dân là 109.883. Chúng ta sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 109.883 là bé nhất. 109.883. Rồi đến 258.723. Bé hơn 258.723. Rồi tiếp đến 359.334. 359.334. Và lớn nhất, nhiều nhất là dân tộc Gia Rai 506.372. Đấy, bây giờ chúng mình lại so quan sát cái bảng để chúng ta đối chiếu các dân tộc đó là các số dân này là dân tộc nào, phải không? 109.883 đó là dân tộc Mơ Nông. Mơ Nông. Rồi tiếp theo là dân tộc gì? À, dân tộc Bana. Rồi đến dân tộc Ede. Và cuối cùng là dân tộc Gia Rai. Đấy. Số dân theo thứ tự tăng dần là Mơ Nông, Bana, Ede, Gia Rai. Bài 6. Hệ mặt trời gồm 8 hành tinh đó là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Quan sát bảng đây chúng ta thấy cột bên trái là hành tinh và cột bên phải là đường kính của các hành tinh. So sánh đường kính của trái đất với đường kính của các hành tinh sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ. Như vậy bài yêu cầu chúng ta so sánh đường kính của trái đất với đường kính của bốn hành tinh đó là sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ. Muốn so sánh được thì chúng ta dựa vào cái bảng đấy, bảng số liệu này. Chúng ta dựa vào cái số liệu đấy, mỗi một hành tinh là bao nhiêu km thì chúng ta có thể so sánh được ngay. Trước tiên chúng ta so sánh đường kính của trái đất với sao Mộc. Trái đất có đường kính là 12.756 km. Sao Mộc có đường kính là 142.984. Như vậy ta so sánh số 142.984 với 12.756, phải không? Hai số này chúng ta thấy là số các chữ số không bằng nhau, phải không? Như vậy, đường kính của trái đất bé hơn đường kính của sao Mộc. Chúng ta có so sánh thứ nhất. Đường kính của trái đất bé hơn đường kính sao Mộc. Tiếp tục, chúng ta so sánh của đường kính của trái đất với đường kính của sao Thủy. Sao Thủy có đường kính là 4.879 km. Trái đất có đường kính là 12.756 km. Chúng ta so sánh hai số này thì chúng ta thấy là gì? À, đường kính của trái đất lớn hơn, đúng không? 12.756 lớn hơn 4.879.
Như vậy ta có câu kết luận là gì? Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính của sao Thủy. Tiếp tục chúng ta so sánh đường kính của trái đất với sao Hỏa. Sao Hỏa có đường kính là 6.792, còn trái đất là 12.756. Như vậy đường kính của trái đất cũng lớn hơn đường kính của sao Hỏa. Đường kính của trái đất lớn hơn đường kính sao Hỏa. Và cuối cùng, so sánh đường kính của trái đất với sao Thổ. Sao Thổ có đường kính 120.536, lớn hơn đường kính của trái đất là 12.756. Đường kính của trái đất sao Thổ lớn hơn, có nghĩa là trái đất có đường kính bé hơn, đúng không? Trường đường kính của trái đất bé hơn đường kính sao Thổ. Như vậy, các bài tập chúng mình vừa làm đã củng cố về cách so sánh các số có nhiều chữ số. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.